Xin chào quý vị và các bạn. Trong cuộc triển lãm sinh vật cảnh ở Thái Nguyên lần này có khác so với các cuộc triển lãm sinh vật cảnh ở những nơi khác về cách bày trí cây. Những tác phẩm bonsai mini không được xếp cùng một chỗ mà để ở nhiều vị trí khác nhau. Tôi cũng không biết là do sự thiếu khích lệ của ban tổ chức hay là do sự ngẫu nhiên mà số lượng bonsai mini mang đến triển lãm lần này cũng rất là ít. Tuy nhiên, tôi cũng đã chất lọc ra những tác phẩm đẹp để chia sẻ tới quý vị và các bạn. Tôi nghĩ, bất kỳ một cuộc triển lãm nào, những tác phẩm bonsai mini tuy nhỏ nhưng cũng đã góp phần lớn vào sự thành công của triển lãm. Hơn thế nữa, với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, đất thì chật, người thì đông, những tác phẩm bonsai mini có mặt ở rất nhiều gia đình, ở vườn, ngoài sân, trong nhà. Có nhiều nhà không có vườn, cũng không có sân, những tác phẩm bonsai mini lại được leo lên tầng thượng, vừa làm mát cho ngôi nhà, vừa đem lại một không gian sống đẹp và trong lành. Tác phẩm đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn là một tác phẩm xanh kỳ đá. Phải nói đây là một tác phẩm tuyệt đẹp, đẹp sắc sảo tới từng chi tiết. Một tác phẩm xanh kỳ đá được ký ở một trên hòn đá nhũ. Đây là hòn đá nhũ được khai thác ở một cái hang động nào đó. Mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng chi tiết tác phẩm này. Thân của cây này thì xù xì, rất là côn, nhưng lại không lộ rõ những vết cắt giật. Rất là mềm mại, nhưng lại không lộ rõ những cái vết uốn của dây thép. Phải nói đây là một tác phẩm đẹp, tuyệt đẹp và rất là công phu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai mini chọn lọc ở triển lãm sinh vật cảnh Thái Nguyên.